Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi rừng và làm lại nha. Ngày hôm nay tôi có một điều rất thú vị muốn chia sẻ tất cả các bạn. Đây nè, tôi vừa mới đi xin được một trái dừa mà đang mọc cây. Tôi thấy nó hay hay nên tôi bắt nó về nhà. Và ngày hôm nay tôi sẽ cho tất cả các bạn biết là bên trong trái dừa mọc cây này nè, dừa khô mọc cây này sẽ có gì trong đây. Ai không xem lấy phí nha. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu bổ trái dừa ra để biết bên trong có gì. Xé này ra. Có rễ, đang lên cây có rễ nè. Cứng thật. Còn cứng, còn khỏe. Trái dừa đang mọc rễ bị lên cây nè. Cho bạn xem cận cảnh cái rễ đang lên cây nè. Đây là cận cảnh trái dừa đây nè. Đang mọc rễ thấy không? Nó đang mọc ra rễ này nè. Biết trong đây chắc có gì thú vị trong đây đây. Lắc nha mọi. Có nước trong đây có nước nha bạn. Trong trái dừa có nước nha bạn. Tôi xin đính chính lại là trong trái dừa có nước. Xác nhận là có nước. Rồi giờ tôi sẽ lấy dao tôi bổ trái dừa này ra để xem trong đây có gì. Trái dừa đây. Tôi sẽ bắt đầu bổ ngang bổ dọc vào đây. Qua đây. Trái dừa chảy nước, trái dừa chảy nước bạn ơi. Trái dừa nó chảy nước ra rồi. Thôi, mình thấy có một cái gì đó là lạ trong đây rồi này. Thôi, bạn thấy cái gì trong đây không? Có một cái cục trắng trắng trong đây nè. Và tôi làm nó chảy nước ra rồi. Tôi đang tắt nó ra. Sao mà nó khó khăn quá vậy ta? Nhẹ nhẹ thôi. Cái tôi cần là cái sự nguyên vẹn của nó. Thấy không? Bạn thấy gì chưa? Ở đây, lần đầu là sau 5 phút tôi đập đầu em nó và em nó chảy hết nước ra và nhô lên một cái cục ở bên trong trái dừa của em nó. Đây là một cái cục này là một cái cục cái điểm để cây dừa ra trái và người ta hay gọi nó là mọng dừa. Và đây là mọng dừa và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả bạn về mọng dừa. Lần đầu tiên tôi có biết về mọng dừa và lần đầu tiên tôi ăn thứ mọng dừa. Đây là bên trong của mọng dừa. Tại sao gọi là mọng dừa? Tại vì trái dừa nó có mọng và mọng của nó rất là mềm mại như da em bé. Cho nên ta gọi là mọng dừa. Bây giờ nó rất là mềm mại, trắng trẻo, trong veo, tinh khiết, trong trắng, tuổi trăng tròn. Nói chung là nó mọng mọng, nói chung trong trái dừa là phải tinh khiết rồi. Bạn có bao giờ thấy nước dừa mà nó sạch bao giờ, lỗ nó dơ bao giờ chưa? Nước dừa là phải sạch rồi. Cái dừa này cứng lắm ạ. Dừa này là không phải dừa sáp. Tôi cứ tưởng là nó lên mọng dừa là cái này sẽ mềm, nhưng thực sự nó không có mềm. Cho nên răng cắn được, răng dừa yếu quá, cắn lắm, nó sợ gãy răng. Các bạn bỏ qua bên đi. Ăn được không? Nha. Đây là thành quả của trái mọng dừa chúng ta. Đây nè. Ra phải thấy kỹ không? Thấy kỹ chân dung của trái mọng dừa luôn nè. Rất là đẹp. To nữa. Cái mọng dừa này gọi là cái mọng dừa to nhất mà tôi từng thấy. Lúc giờ toàn là một mọng dừa nhỏ không à. Coi trên truyền hình mọng dừa nhỏ, đây là mọng dừa to. Bây giờ tôi sẽ thử cho bạn xem. Cái mọng dừa này nó thơm cái mùi mùi dừa. Hơi ngọt ngọt, thanh thanh, mát mát. Đây tôi xé ra, tôi sẽ đây là mọng dừa trắng nè, thấy không? Tôi sẽ cắn thử không? Nó xốp xốp. Xốp xốp lắm bạn. Nó xốp như là mình đang ăn bông gòn á. Nói chung là mà các bạn là lấy bông gòn mà bác ăn sao là nó hết vậy luôn á. Chỉ tội là bông gòn nó không nuốt được, này nuốt được. Mọng dừa rất là xốp. Ấy thôi, tôi khui hết ra cho bạn xem. Khui đầu ra nè. Sao người ta lấy được nguyên cục tròn mà lấy không được ta? Để tôi dùng kỹ thuật móc cua, tôi móc ra nguyên vẹn cho bạn xem. Đây, tôi đang dùng kỹ thuật móc cua để móc cái mọng dừa ra nguyên vẹn.
À quên, cái mộng dừa này nó ra hình trái tim các bạn, nó ra hình trái đào đó bạn ơi. Bạn biết cái hình trái đào không? Cái trái đào mà trong tivi á, nó nhọn 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 giống trái đào vậy đó, vừa đủ tầm tay. Dạ, chắc đào này cũng đỡ được, cũng dạng lớn rồi, vừa đủ tầm tay là được rồi. Nhỏ quá không khó, khó. Từ từ tôi đang dùng kỹ thuật móc cua để móc móc trọn vẹn em nó ra. Tình hình là Cuba rất là căng thẳng bạn ơi. Ây da, tình hình Cuba rất là căng thẳng. Tình Cuba căng thẳng đây. Tôi phải dùng hết tất cả các kỹ năng, tuyệt kỹ cua gái, tuyệt kỹ móc cua, tuyệt kỹ móc hố, tuyệt kỹ đào hang mới móc được cái trái dừa này ra, cái mộng dừa này ra. Trái gì mộng dừa hình trái đào. Ây da, hình trái đào. Đào tôi nghe nói đào ăn rất là ngon, mà tôi chưa ăn đào bao giờ. Chắc có cơ hội đi nếm thử trái đào lần cho biết. Nói đào ăn rất là ngon, biết có ngon không không biết nữa. Đây. Giờ lòi ra một cái này nè. À, thấy không? Bây giờ cái này các bạn, cái này cái mộng dừa, khi mộng dừa nó ra, tôi nghĩ là cái nước của trái dừa nó cô đọng lại, nó hình thành lên cái mộng dừa này. Cái nước của trái dừa nó sệt lại rồi một theo thời gian nó già rồi, nó cô đọng lại thành cái trái đào. Cho nên tôi nghĩ vậy. Và đây nè, đây là cái cây đó, chắc tí tôi chôn lại dưới đất là chắc có thể là nó lên được đó bạn. Tôi nghĩ là vậy. Còn đây là thành quả của cái mộng dừa. Nè, thấy không? Đây là cái mộng dừa nè. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn nếm thử các bạn xem. Ăn rất là quá tươi. Phía đầu trên nó hơi mặn. Mặn lắm ạ. À, xốp xốp, ngọt thanh thanh. Nói chung là ăn nó hơi béo hay sao á. Này là bạn thấy không? Cái cuối đầu có một điểm nhu lên giống như là trái đào vậy đó. Để tôi cắn thử cái nhu lên coi. Cái nhu nó ngọt. Ngọt lắm ạ. Không, các bạn cứ cắn thử đi, nó ngọt lắm. Đó là mộng dừa, và ăn mộng dừa rất là ngon. Và cái công dụng của mộng dừa tôi đã chia sẻ đó các bạn đó, ăn công dụng của mộng dừa ăn nhiều sẽ là nó mát, giúp làn da trắng trẻo, láng o, không có mụn. Mấy buổi bạn nào đang tuổi dậy yêu á, tích cực ăn vào để khỏi một mụn. Và bây giờ cái này nè, tôi sẽ mang trồng nó, tôi tin trồng nó cho lên lại. Cái này là tiện cả đôi đường. Đây để tôi ra, tôi đào, tôi chôn nó xuống. Ăn cái gì tôi kêu là làm cái gì cũng phải chừa con đường cho cây nó sống với. Ăn nó rồi thì phải trồng nó xuống chứ. Ăn đang lên cây này phải trồng nó xuống, không lẽ để cho nó chết thì sao. Nên là ăn xong, đào xong, chôn trồng. Ai biết được nó lên cây lại có trái dừa để mà ăn nữa. Chôn lại nha. Răng lớn lên nha cưng. Lớn đi anh thương. Mày sao có trái cho anh đớp là được rồi. Xin chào, hẹn gặp lại sau nha. Bye.